Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên mình tiếp tục về được mấy cái bát bãi, một đôi của Nga và một đôi Yamaha, với một cái nhỏ nhỏ, hai cái nhỏ đằng kia là của Nhật. Đây là bát xương nhôm đúc, anh em hay gọi là bát của Nga ngố, thì họ làm những cái bát nó hơi cục mịch. Dòng này thì côn còn zin này, côn còn zin, gân còn zin, dâu thì đã chấm lại anh em, dâu đã chấm lại. Cái dòng của Nga này là họ nhà S này thì bao giờ cũng bị chấm lại. Đây mình sẽ đo để anh em mình xem có vào việc được không nhá. Dòng bát rất cục mịch và nặng trịch, rất nặng trịch luôn. Anh em xem kẹp từ dày này, cái kẹp từ sắt nó dày, cộng với xương nhôm. Bát xương nhôm đây là bát nhỏ, dòng bát tầm này mười mấy. Bát là 12 anh em nhé, bát 12 cắt ngang mặt như này này, chân ốc này là 10, chân ốc là 10, đường chéo của ốc này là 14, đó, 14. Thì bác nào có vào việc được cái dòng này nhé, mình báo giá cho luôn anh em nhé, một đôi là 850, được bao ship luôn. Đó, đấy anh em mình xem tình trạng rồi đó. Đây cái đầu tiên nhé, gân còn zin nhé, gân còn zin, dâu ở chấm lại này. Dầu chấm lại, cái này con này thì không tránh được chấm lại đâu. Dầu dòng của Nga nâu nấm này, cổ, bát cổ của Nga này. Cái thứ hai này đó. Keo kết anh em để ý cái nước keo kết của nó còn đi hết. Keo từ xưa, keo lâu. Cái dầu thì anh em cho mỏ hàn vào chấm lại, dùng nâu tự đứt, dập đi dập lại nhiều lần. Tổng này anh em mình làm bát hoặc làm chung đều được. Con này 25W 8 ohm. 850 anh em nhé, có một đôi duy nhất thôi. Anh em nào mua được thì chốt nhanh chuyển khoản. Một đôi cũng dòng xương xám của Yamaha, này cũng cổ. Con này khá cổ. Gân đã thay lại rồi nhá, gân thay lại rồi. Con này thì anh em mình làm chung thì tiếng thôi rồi luôn. Làm chung. Con này lõm thì cũng hơi bị động vào xong rồi câu lên thôi. Con này vẫn còn zin bản cả côn. Côn còn zin. Đo anh em xem kích thước này. Được cái cắt ngang mặt cũng là 12. Nhưng chân nỗ nó sẽ ngắn hơn con của Nga nhé. Con này có 8,5 chân nỗ thế này. Và đường chéo của nó sẽ là 12. Đó 12. 650 một đôi, bao ship. Em nào ở đây cũng là dòng cổ anh em, thì cái nước xương xám. Xương xám thì không phải ánh bảy màu đâu nhé. Cái củ này bảy màu nhưng cái xương của nó là xương xám. Đời xương xám này là rất là lâu mới có. Đó, bát Nhật. Bây giờ toàn ánh bảy màu hết. Đời xám này thì xưa rồi. Và đây có một cái dòng của Nhật 8 ohm này. Con này đo anh em mình xem nhá. Đây là 10. Bắt 10 anh em nào chung thôi nhá, làm chung. Nhưng cái này anh em để ý cái chân ốc này nó bắt từ trong bắt ra nhá. Anh em khoét 10 nhá. Và khoét 10 cái này bắt từ trong bắt ra cơ. À, anh em mình khoét cái dạng làm cái này rất là khó bắt đây này. Bắt ở trong bắt ra làm chung. Con này dâu cũng bị câu lại rồi này, còn gân giết còn zin, gân phải còn zin. Làm chung thì cái gân này thì không quan trọng lắm vì nó không đánh tiếng bát. Làm chung con này có một đôi thôi này, con này cái dâu chấm lại và anh chẳng biết anh nhập về anh đổ keo nến, có một đôi thôi. Cái thứ hai này, nó con này cho mình bán cho anh em mình 200.000 đồng này, bác nào mua về thay này rẻ đúng như loa Việt Nam luôn, 200.000 đồng. Bát 10, trên ốc của nó sẽ là mấy này, anh em mà chế vào việc của mình được này, trên ốc 8 và đường chéo của nó cũng là 11,5, 200 một đôi. Và có một đôi tép siêu chất luôn. Đây dòng cái dạng là nó bắt trong những chiếc tivi, nó đủ giải luôn, nhưng làm nó tép hơi thôi luôn. Nguyên bản anh em qua được nguyên bản cho anh em nào về chơi này. Con này thì tiếng thì thay hơn là hay như mắt trâu luôn, hay như mắt trâu của Sony luôn. Nhưng con này thì không có tụ xịn theo nó thôi. Mình ra bán giá em cho anh em nào chơi này. Mình sẽ đo nhá. Cái này anh em về có thể bỏ cái nhựa này ra cũng được, tháo ốc ra này, không thì để nguyên mà kê chơi hoặc chế thùng này. Vuông 7 nhá, vuông 7. Công suất rất khủng luôn. Đây, anh em xem công suất khủng lắm. Móc 20W. Đó, tép 7 móc 20W. Con này vừa nằm nó chung thì thôi luôn nhá, nó chung và nó tép. Giá mình để cho anh em là 200.000 đồng. Đó, 200.000 đồng.
đấy mình quay đây thôi, còn đôi bát kia để quay sau kìa, với cả dây Mỹ thì quay lúc trưa rồi, dây Mỹ thì 350 quay rồi này. Để được tư vấn về sản phẩm hoặc là mua sản phẩm này, xin gọi điện cho bên mình qua số máy 0904 61 23 23 và xin chào anh em.